đề xuất nhà nước độc quyền huy động vàng trong dân. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24 năm 2012, Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động, kinh doanh vàng. Cơ quan này cho biết, mới đây, luật đầu tư sửa đổi, bổ sung quy định kinh doanh vàng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm hoạt động, kinh doanh vàng khác. Như vậy, hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm huy động vàng từ tổ chức, cá nhân, kinh doanh vàng, tài khoản chưa được quy định cụ thể tại Nghị định 24. Đối với hoạt động, kinh doanh vàng tài khoản, trong giai đoạn 2007 đến 2009, một số sàn giao dịch vàng trong nước xuất hiện và hoạt động dưới hình thức tự phát. Các giao dịch quy mô lớn trên sàn vàng ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, làm giảm hiệu quả của các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ. Tiềm ẩn rủi ro thị trường vàng bị lũng đoạn bởi các nhà đầu tư có tiềm lực lớn với các cơn sóng vàng ảnh. Do đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 quy định hoạt động huy động vàng từ tổ chức, cá nhân và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản là hoạt động do nhà nước độc quyền thực hiện. Rối bời tranh luận, bằng tài chức, chính quy, lỗi không ở tấm bằng. Thực ra, trong luật giáo dục 2005 hiện hành cũng không có sự phân biệt giữa bằng tài chức và chính quy. Hai loại bằng cấp này đều thực hiện cùng một khung chương trình với chuẩn kiến thức, kỹ năng tương đương, chỉ khác hình thức đào tạo, một bên là chính quy, tập trung, một bên tài chức dành cho người đang làm việc. Đó là lý thuyết. Còn trong thực tế, chất lượng văn bằng tài chức thường bị đánh giá thấp hơn do khâu tuyển sinh dễ dàng, thời gian đào tạo bị rút ngắn, việc đánh giá không chặt chẽ, thậm chí buông lỏng. Người học không có tâm thế nỗ lực, nhiều người học đại học tài chức nhưng lại tiếp tục học lên thạc sĩ, mặc dù năng lực bình thường, thậm chí yếu kém. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã từ chối tuyển dụng đối với ứng viên có bằng tài chức. Tuy nhiên, vẫn có những người có bằng tài chức, có năng lực chuyên môn tốt, hiệu quả công việc cao, và ngược lại, có những người được đào tạo chính quy đàng hoàng, nhưng năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc không đáp ứng yêu cầu. Nguồn gốc của sự phân biệt, thậm chí kỳ thị bằng tài chức là do những bất cập, yếu kém trong khâu tuyển dụng, đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động. Nếu khâu tuyển dụng thực sự công tâm, khách quan, khoa học thì người yếu kém không thể lọt được vào bộ máy. Còn cứ tiêu cực, tiền bạc, rồi con ông cháu cha thì nhiều người giỏi thực sự vẫn không thể được dùng. Hiện nay, nhiều nơi thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, đó là một cách làm hay, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Trong thực tiễn, việc đánh giá, phân loại năng lực, phẩm chất cán bộ, người lao động một cách khoa học, công tâm gắn liền với chế độ đãi ngộ chính là động lực, để người lao động phấn đấu vươn lên, người yếu kém phải chấp nhận loại khỏi cuộc chơi. Còn nếu đánh giá, phân loại theo kiểu cào bằng, hoặc cả làng, hoặc thiên vị, tiêu cực thì việc giằng thao lẫn lộn là tất yếu. Chúng ta không thể yêu cầu phân biệt giữa bằng tài chức và chính quy. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo cần có những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, hạn chế, loại trừ những bất cập, tiêu cực trong lĩnh vực đào tạo này. Đồng thời, việc tuyển dụng, sử dụng người lao động phải minh bạch, khách quan, khoa học, theo tiêu chí thực học thực nghiệp. Tóm lại, tiêu cực trong đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá là cái gốc để sinh ra những bất cập, dẫn đến sự phân biệt văn bằng tài chức chính quy. Lỗi là ở chúng ta, chứ không ở tấm bằng. Cuốc rẫy trồng ngô đào được hai hũ bạc lớn. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Triệu Minh Nhàn trú tại thôn Tham Trồng, bản Nậm Trắng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vẫn còn đôi chút lo âu về việc may mắn đào được hũ bạc và nhanh chóng phát tài với số tiền lớn thu được từ việc bán số củ cải ấy. Ông Nhàn chia sẻ, gia đình lần đầu đào được hũ bạc khi đang cuốc rẫy ngô cách đây chừng hơn 2 năm. Khi đó cả gia đình tôi đi cuốc nương trồng ngô, sau khi nghỉ ngơi ăn trưa tại lán gần nương, mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc. Thế nhưng vừa mới cuốc được vài nhát thì con dâu út của tôi hét lên vì phát hiện một đồng bạc hình tròn giống lễ vật người giao chúng tôi vẫn thường dùng mỗi khi có việc cưới xin hay đám xá. Thấy sự lạ quá, gia đình tôi vội xuống lại rồi tiếp tục đào sâu xuống phía dưới, hy vọng tìm được thêm. Quả nhiên, khi lớp đất nền được bới ra, một chiếc chum chứa rất nhiều bạc hiện lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong gia đình. Tôi còn nhớ rất rõ, trong hũ bạc, ngoài những đồng bạc tròn còn rất nhiều nén, ông Nhàn kể.
Đến đầu năm 2014, vận may lại một lần nữa mỉm cười với ông. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó trời vừa dứt trận mưa to, đất trên nương bị rửa trôi, xói mòn rất nhiều. Sau khi vun đất cho một số lúa ngô bị tróc gốc, tôi chợt phát hiện một miếng bạc sáng lấp lánh. Nhớ đến vận may trước kia, ông Nhàn không vội vàng kêu vợ con mà âm thầm vun đất lại. Tối hôm đó trong bữa cơm, ông Nhàn mới khẽ giọng kể lại phát hiện lúc ban ngày cho vợ con nghe. Liền sau đó, bố con ông xách đèn pin, cuốc xẻng lặng lẽ rời nhà trong đêm. Cuộc đào bới diễn ra suốt đêm hôm đó, mãi đến gần sáng khi bố con đã mệt mỏi rã rời thì hũ bạc mới được phát lộ. Dưới ánh nắng ban mai, ông Nhàn và các con sung sướng khi phát hiện cả một chum bạc nén và vô số đồ trang sức cổ xưa, quá phấn khởi vì lại nhận được lộc trời lần thứ hai, nên ngay trong ngày hôm đó, gia đình ông Nhàn đã tổ chức mổ lợn khao cả bản. Sau khi lần hai trúng được bạc, gia đình ông Triệu Mình Nhàn thực sự đổi đời. Theo lời ông Nhàn kể lại, thì với hũ bạc đầu tiên đào được, ông mang bán được gần 100 triệu đồng. Nhờ số tiền lớn ấy, ông Nhàn mua được chiếc xe máy đi lại và đầu tư chiếc máy tuốt lúa phục vụ bà con. Trước khi trúng lộc trời, gia đình ông Nhàn thuộc diện nghèo khó nhất vùng. Nhưng kể từ khi trúng bạc, rồi sắm sửa máy tuốt lúa, ông thực sự trở thành đại gia của vùng đất tham trồng này. Ông sắm sửa đầy đủ nội thất gia đình và còn mua thêm máy phát điện với công suất lớn. Vận may đến liên tiếp càng nhân lên sự giàu có cho gia đình ông Nhàn. Theo một số người họ hàng tiết lộ, thì với số bạc lần thứ hai đi kèm nhiều đồ cổ giá trị, ông Nhàn bán được hơn 500 triệu đồng. Số tiền ấy ở vùng miền núi này thực sự là một gia tài khổng lồ. Vay nóng 200 triệu đồng mất nhà 8 tỷ ở Sài Gòn. Cần vay nóng 200 triệu đồng, ông Quang thế chấp giấy tờ nhà cho chủ nợ. Khi có tiền trả cho chủ nợ, thì ông phát hiện căn nhà đã bị bán cho người khác và đang thế chấp ngân hàng. Ngày 15 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý vụ án làm giả hồ sơ chữ ký để bán căn nhà mặt tiền đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp của ông Nguyễn Quang, 48 tuổi. Theo nạn nhân, ông và vợ đã ly hôn, tuy nhiên hai người vẫn sở hữu chung căn nhà trên. Đầu tháng 5 năm 2016, do cần tiền trị bệnh, nên ông này vay nóng 200 triệu đồng của một người tên Hưng. Chủ nợ ra điều kiện người vay phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, cùng giấy ủy quyền của vợ ông cho hai con trai. Thấy đáp ứng được điều kiện của chủ nợ, ông Quang đã làm theo. Ông Hưng cho ông Quang vay 200 triệu đồng với lãi suất 3% trên một tháng. Người vay đã đóng cho chủ nợ 3 tháng tiền lãi. Đầu tháng 9 năm 2016, ông Quang rao bán căn nhà và khách đồng ý mua. Người vay nhiều lần tìm chủ nợ để trả tiền nhưng không được. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Quang đến phòng tài nguyên và môi trường quận Gò Vấp tìm hiểu thì biết căn nhà đã sang tên cho bà TTH, 38 tuổi ở quận Bình Tân. Sau đó, bà này đã đem thế chấp ngân hàng vay 5,2 tỷ đồng. Trước nguy cơ mất nhà, ông Quang đến công an tố cáo. Vào cuộc điều tra, nhà chức trách phát hiện Trần Thanh Phụng, 25 tuổi ở quận 12, Huỳnh Kim An Khoa, 30 tuổi ở quận 6, Nguyễn Văn Hải, 48 tuổi ở quận 1, đã làm giả hồ sơ mạo danh hai con của ông này để đến phòng công chứng Nguyễn Huệ ở quận 6 ký hợp đồng bán nhà. Nhà chức trách yêu cầu những người trên phải đến cơ quan điều tra để làm rõ những khuất tất về việc mua bán căn nhà nói trên. Dân nhào lên sân khấu đòi lại tiền vì cho rằng bị lừa đảo. Bức xúc vì cho rằng đơn vị tổ chức chương trình ca nhạc xiếc đã lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó, nhiều khán giả lao lên sân khấu đòi lại tiền vé gây náo loạn. Tối ngày 14 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai ra chương trình ca nhạc xiếc do Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Nguyễn Hưng được giới thiệu là đến từ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giá vé được ra là 100.000 đồng trên một vé, đối với trẻ em dưới 7 tuổi thì được tặng vé. Theo như quảng cáo trên vé, thì đơn vị tổ chức sẽ bố trí điều hòa máy lạnh và ghế ngồi phục vụ khán giả. Chương trình ca nhạc do các ca sĩ nổi tiếng thể hiện, phần xiếc thì có xiếc người và xiếc thú như xiếc trăng, lạc đà, cá sấu, đặc biệt có cả khủng long đại chiến, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.
Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, địa điểm tổ chức nằm ở ngoài trời, không có điều hòa, ghế không có sẵn mà phải thuê với giá 10.000 đồng trên một cái. Ca sĩ trình diễn thì hát nhép, còn xiếc thì không thấy đâu. Vì vậy mà mọi người bức xúc nhào lên sân khấu yêu cầu ban tổ chức trả lại tiền, gây nên khung cảnh hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai ngay sau đó có mặt để ổn định trật tự. Tối ngày 14 tháng 10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Giang Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết hiện ông đang đi công tác nên chưa nắm vụ việc cụ thể. Ông Hà cho biết sẽ làm việc với các phòng ban chức năng rồi thông tin cụ thể cho các báo chí sau. Ông Hà cũng khẳng định quan điểm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai là sẽ xử lý nghiêm khắc nếu xác minh đúng là có việc như vậy. Việc trên nội dung xin cấp phép một đăng nhưng biểu diễn một nẻo, treo đầu dê bán thịt chó là một hình thức lừa đảo. Những vi phạm như vậy chúng tôi xử phạt nặng và tước giấy phép. Nếu đơn vị đó ở tỉnh thành khác đến thì sẽ gửi văn bản cho địa phương đó yêu cầu xử lý, ông Hà nhấn mạnh.